Em nào có thể kể cho thầy một vài câu tục ngữ của Tử Nhớ? Dạ thưa thầy, là uống nước Quá. nhớ tè, ăn quả nhớ dạ hụt ra. Các em hãy đặt câu với tất cả các số sau đây: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Dạ thưa thầy, là 7 ngày 6 đêm, khách sạn 5 sao, tầng 4, phòng 3, 2 người 1 giường, không quần không áo. 7 ngày 6 lần, 5 giờ 4 phút, ngã ba, hai thằng một chai, không say không về. Thôi, em lên làm giáo viên luôn đi. Em hãy đặt câu có từ thông thái và từ thông minh. Dạ thưa thầy, là Minh và Thái là đôi bạn thân. Thông minh thì thông Thái, còn Thái thì thông minh. Các em hãy đặt câu với các từ sau: thầy, không, mày, đố, nên và làm. Ai trả lời được nào? Làm thầy mày không nên đố, thầy đố mày không nên làm, mày không nên làm thầy đố, không mày đố thầy làm lên. Hãy